các sân vận động tại giải U16 và U19 Đông Nam Á 2024. Giải U16 Đông Nam Á, từ 21 tháng 6 đến 4 tháng 7 tại Surakarta, Indonesia. Sân vận động Manahan, được xây dựng năm 1998, sức chứa 20.000 khán giả. Sân vận động Sriidhari, được xây dựng năm 1933, sức chứa 5.000 khán giả. Giải U19 Đông Nam Á, từ 17 đến 29 tháng 7 tại Surabaya, Indonesia. Sân vận động Gelora Bung Tomo, được xây dựng năm 2010, sức chứa 46.806 khán giả. Sân vận động Gelora 10 November, được xây dựng năm 1954, sức chứa 20.000 khán giả.